too. Kim Hương Bi chuẩn bị thắp nhang. Thắp nhang cho ông bà. Kêu Út luôn. Hương ơi. Thắp nhang con. Chừng té em á. Đốt nhang thắp. Út thắp nhang thúc. Ủa thắp này. Ủa Út đâu vậy? Anh cầm đi em đốt nhang luôn. Ấm hai đứa em đó kìa. Thôi được rồi, xong rồi. Ấm ẩm hai đứa kia qua, thấy qua mẹ nó giùm. Ấm ấm cho này kìa. Hold on, cầm on, hold on, hold on, Ủa đốt nhang à? Đốt về cho rồi chứ, chờ gì nữa. Đốt ra. Đốt nhang bé. Chờ lại cho cháu nghe thêm. Đó rồi hả? Đốt bên đúng cây thôi. Còn quá trời mà. Timmy, you can do it now. Oh, bữa nay không thiếu này ha. Ai biết đâu.
bây giờ bà khen người ngu thì bà kể người ngu. Thôi có ăn hầm đồ gì mà tao nghe khen mày. Thôi không thấy không thấy.